Xin chào các bạn nhá. Nay em gọi đi lên gặp quan lớn nhá. Đây. Lên xe. Em chúng tôi bắt đầu lên. Ui, lên. Đấy chưa? Nó chưa lên quen xe quen các bạn ạ. Nên lên hơi khó một chút thôi nhưng mà lên vẫn cứ tuyệt vời. Thấy chưa? Nhìn chất lượng chưa? Em ngựa này. Đấy. Đó vào trong khung. Thôi nhá. Em chúng tôi đóng xe nhá. Các bạn tiếp tục theo dõi nhá. Xin chào các bạn nhá. À, hôm nay mình lên Lào Cai đây. Ngay cửa khẩu Kim Thành làm cỗ và thì em ngựa nấu cao tại công ty tinh lượng thành viên quản bộ quản độ đường lưu 33 đường dầu 1 khu công nghiệp Bắc Duyên Hà Nội Lào Cai nhé. Quay con này xem nhé. Đây chưa quản độ đấy. Đây hơi chói nhá, nhìn rõ đúng không? Chuyên hạt rẻ, hạt hướng dương, hạt bí, ốc chó, táo đỏ, nho khô. Đây đây, một biển quảng cáo nhé. Các bạn ở Lào Cai có nhu cầu về thắng cố thì gọi alo nhá, ngựa bạch nhé. Đấy. Ngay cửa khẩu Kim Thành luôn. Quản độ, công ty quản độ. Đấy. Đấy các bạn theo dõi kênh bên mình nhé. Và yêu quý kênh cho mình một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nhé. Đấy. Đấy các bạn tiếp tục theo dõi quá trình đấu bên mình nhé. Và cái này mày quay cái được nhiều ghi không? Được á, quay có mấy trăm ấy cũng được. Mấy trăm ghi được. DJI mà yeah, à, hàng DJI, hàng DJI vâng. Ngon đấy. DJI à, ngon đấy. DJI Pocket 2 đấy. Đẹp căng luôn nhờ. Vâng. Quay nét hơn điện thoại. Mà cái này nó tiện, cái này chân dài không anh? Cái này nó có nối dài mà. Đây cái này nó, đây là chân nó thẳng. Có cái, có gậy nó dài nữa cơ. Có một cái gậy để ở nhà rồi. Gậy nó dài lắm. Thẻ nhớ mấy trăm ghi đúng không? Thẻ nhớ thì mình kể cả thẻ 52 lắp vào đây cũng được. Nhưng mà đây em lắp thẻ 256 là quay thoải mái. Quay không hết đâu. Quay mấy xong mới xuất ra tốc độ xong rồi. Mic thì cắm vào đây rồi này. Vâng, mic nó bắt tự bắt luôn. Có cái mic bản phát tự bắt luôn. Nhưng có thế. Có cài áo. Dạ, có cài áo. Có cài áo mà. Con này to thịt đậm hơn nhiều con lần trước. Bóng à, bóng lên bể đi. Cứ cho tự bóng lên bể vấn đề. Con này ăn thịt ngon này. Cứ bật cao cao lên. Không đá đâu, con này không đá. Bờ bờ thế rồi. Đi chạy ok bạn nha. Đang hãm thực hành. Rửa chứ. Trong này làm tiết sống, thế để lấy. Cái này để làm cho cố ảnh. Thế đấy để đánh không cắt nha, để không ấy. Hai món. Chỗ này là được ăn cố ảnh. Sao lại 6 cân. 6 cân. Ồ, nhưng mỗi mầm 1 cân. Cho tất vào túi này. Cho tất vào chậu nhá. Rồi, bây giờ đóng cái túi này thôi. Bây giờ ăn đã, bây giờ vào ăn đi. Ăn đi xong rồi đóng đi làm luôn. Mình phải làm hôm nay mình làm đấy, không ấy nữa. Anh à, cho anh à. Vâng, vâng. Đấy, thịt ngựa sấn như thịt lợn. Sấn như thịt lợn. Nơi bạn nhé,
Đấy, đã sơ chế và đang đốt nhá. Đốt như này được không các bạn nhá? Quắt quắt này nó ok này. Thằng tiện đó là cho lọ trong ngâm mật ong, cho ngâm mật ong là ngâm chìm nhá các bạn nhá, không để nổi, nổi là hỏng nhá. Ngâm mật 6 tháng là có thể sử dụng được. Úi, thấy chưa? Pháp sư đang đang làm phổi để ngâm cồn nhá. Có thể uống thôi. Nha các bạn nhá. Và ăn tiếp tục theo dõi nhá. Đấy, quá trình làm chế biến phổi bên mình nhá. Đây nhá, đang là khi vào số 0 nhá. Bây giờ hiện tại là tầm hơn 7 giờ nhá. Đây là khu sấy hạt rẻ đây. Đây là khu gần cửa khẩu Kim Thành nhá. Cửa khẩu Kim Thành giáp Trung Quốc nhé, cửa khẩu bên chỗ Lào Cai. Đây là một cái khu xưởng chuyên sấy hạt rẻ này. Đấy. Hạt điều, hạt các loại hạt nhé. Đấy, hạt óc chó này, hạt rất rộng luôn. Hôm nay là mùng 2 nhé, hôm nay mùng 2 thì công nhân là bắt đầu đi làm. Đây hai cây quéo á. Hai cây quéo nhìn rất sai quả luôn. Quả rất sai luôn. Như các bạn nhé, bây giờ đã là đến quá trình gọi là hết cốt 1 đây à. Cốt 1 sắp cạn nhé. Khu vực này là khu vực đóng gói thực phẩm, bánh kẹo các loại xuất nhập khẩu trên cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai. Quay qua sau bạn xem nhé. Đây là một anh quế chuyên nghiệp, anh Mã TV nhé. Chào các bạn nhé. Đây là nước hai các bạn nhé. Đây, cốt nước 1 đây. Cốt nước 1 đây nhá, sóng sánh rồi đó. Và nước 2 đang lên kim. Nước 2 nhé. Nước 2 này. Kim hồ một lúc nữa cho ra nước hai. Khu vực anh em chúng tôi tác nghiệp đây nhé. Anh em bạn bè gần xa mà có nhu cầu cao ngựa bạch thì cứ alo nhé. Đấy, số điện thoại dưới phần mô tả nhé. Đấy, có nhu cầu thịt ngựa xay giòn nấu cao từ An Z là cứ liên hệ, mình phục vụ từ An Z là chở ngựa lên tận nơi. Đấy, mang đi khắp vùng miền luôn, không phải suy nghĩ, cứ nhấc điện thoại alo là ok nhé. Đấy, các bạn tiếp tục theo dõi nhé, quá trình nấu cao bên mình. Đấy, ok các bạn nhé, bây giờ đang là buổi đêm nhé, nó rơi vào khoảng độ hơn 10 giờ đêm nhé. Mình đã vào cách thủy cho khách ở đây. Đây các bạn xem nhé. Đấy, bên mình là cách thủy bằng máy cho khách nhé. Đấy, bên mình có 2-3 bộ máy để làm cho khách. Đấy. Đấy, các bạn nhìn chưa, ngày xưa thì quấy bằng tay nó lâu, bây giờ quấy bằng máy nó nhanh nhé, đảm bảo nhuyễn cao, chất lượng sẽ ok hơn các bạn nhé. Các bạn muốn ra đặt tao và bạn cứ liên hệ bên mình nhé, Bạch Mã TV. Đấy, chi tiết liên hệ mình để hết phần mô tả. Để dưới phần mô tả video các bạn ấn vào cái mũi tên ở bên góc tay phải nhé, thì sẽ chi tiết liên hệ này. Và cái địa chỉ các kiểu là có hết các bạn nhé. Bên mình có những sản phẩm như cam gạo bạch, cam gạo màu này, phần gạo bạch ngâm mật ong này. Đấy, và các loại như bên thịt trâu các bếp, thịt ngựa bạch các bếp nhé. Đấy, và mật ong nhã tự nhiên các bạn nhé. Bên mình sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm cho các bạn sử dụng nhé. Mè này thì là mình ăn ngán khoảng được tầm độ ship 5 cân hoặc là hơn 5 cân một chút. Em ngựa này nó rơi vào hai tạ hơi các bạn nhé. Anh em tôi nấu xong thì đêm cắt xong thì sáng mai nghỉ ngơi, sáng mai bắt đầu từ Hà Tĩnh lên Lào Cai về đến Thái Nguyên các bạn nhé. Bạn tiếp tục theo dõi hành trình mình nhé. Đây, ok các bạn nhé. Bây giờ nó rơi vào tầm độ 1 đến 2 giờ đêm nhé, mình bắt đầu đổ cho khách. Khuôn đã sẵn là sàng đổ cho các bạn nhé. Đổ cho khách một nồi cao ở trên Lào Cai nhé. Nồi cao bạch đây. Đây được rồi nhé.
Đây. Các bạn nha, các bạn có nhu cầu cao của bạch thì alo nhá. Nguyên chất. Mà có con và thịt luôn. Vàng ươm nhá. Đấy, màu vàng chanh các bạn nhá. Bây giờ đang công đoạn ủ nhá. Ủ để cho nó tan hết những cái cứng cứng nhá. Tan hết những cái cứng cứng như này các bạn nhá. Đấy. Cứng cứng như này xong bắt đầu. Đấy, thấy chưa? Bắt đầu để ấy nhá. Chưa. À, chào anh em tôi đổ nhá, đổ ra khuôn đóng thành bánh hình lạng cho khách luôn nhá. Vàng đẹp không? Các bạn yêu quý kênh cho mình một like và chia sẻ nhé. Ủng hộ sản phẩm bên mình thì cứ mọi đường link mình để mọi đường link mua sắm sản phẩm bên mình để hết dưới phần mô tả video các bạn nhé. Hoặc là các bạn liên hệ trực tiếp với mình nhé. Giá cả mình để hết bên dưới đây. Bây giờ chuẩn bị khuôn đổ thôi nhé. Vâng các bạn nhé, bây giờ là bắt đầu vào đổ các bạn nhé. Cuộn thành đống luôn, nhìn ngon chưa? Quá tuyệt vời luôn, chất lượng. Một con ngựa bạch khoảng độ 40 cân xương các bạn nhá, được con này cao. Ý liều ơi, nhìn ngon chưa? Ý liều ơi. Đấy, đấy à. Nhìn cao ngon các bạn ạ. Nhìn ăn rất chi là bùi nha các bạn nhé. Ngựa bạch nguyên chất luôn, không pha trộn cái gì. Chất lượng là tuyệt hảo luôn. Cao này chị em phụ nữ mà mới sinh ăn loại cao này rất chi là tốt nhé. Vì nó hỗ trợ bù canxi khi sinh nó thiếu hụt canxi nhé. Vì khi sinh thì nó canxi của mẹ nó sang hết cho con rồi. Đấy, mà người già là canxi nó yếu nên ăn cao ngựa rất chi là tốt. Vì cao ngựa nó không có tác dụng phụ mấy nhá, hầu như không có luôn. Như cao chăn, cao gọi là cao chăn với cao gọi là đặc biệt hơn thì nó có tác dụng phụ, nhưng nhiều khi nó phá, nhưng cao ngựa không phải nó phá nhé. Mình đi nấu là nhiều khi mình thử rất chi là nhiều, nhưng mà ăn cơm rất chi là khỏe luôn. Nên cao ngựa là nó hỗ trợ những đường ruột là ăn cơm tiêu hóa rất chi là khỏe, không sợ béo, chỉ sợ khỏe quá thôi. Đấy, giờ còn lại là bên nồi nha các bạn nhé. Vâng nhé, bây giờ là anh em chúng ta vào cắt nhé. Đấy, cắt rất chi là chuẩn, đo đạc cẩn thận luôn. Một tẹt đánh dấu. Ok.
Hoài Thành nhìn vuông lên đẹp, nó đẹp luôn. Các bạn nhìn này, thấy chưa? Đây là thoải cao nhé, chưa cắt này. Đây nhá, đã phần chia thanh xong nhá. Bây giờ bắt đầu chia thành miếng bạn ạ. Thanh được 11 miếng cộng với một thỏi kia. Đấy. Chia đều 100% luôn. Mình cảm thấy ngon các bạn. Wish luôn đét. Rất tốt nhé, nên phụ nữ mà mới sinh là rất tốt, cao ngựa bạch rất tốt nhé, hỗ trợ canxi, bồi bổ canxi và người già nữa. Vâng các bạn nhé, đây là gói đã kết thúc nhé, còn mấy miếng thôi. Đấy, miếng này miếng đỏ lợn, miếng cuối khuôn, miếng bé này nhé. Đấy, này. Giờ gói đã xong nhé, đây miếng cao đã hoàn thành. Đấy. Các bạn yêu quý kênh hãy cho mình một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Và chia sẻ cho tất cả mọi người, bạn bè của các bạn biết về sản phẩm bên mình nhé. Bạn bè cao, ngựa bạch. Rất chi là tốt cho sức khỏe, chị em phụ nữ, người già, trẻ nhỏ nhé. Mọi lứa tuổi có thể sử dụng được. Đấy. Video của mình đây là kết thúc nhé. Đấy, xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Đấy. Xin chào và tạm biệt các bạn. Vâng các bạn nhé, bây giờ là giao cao cho khách nhé. Đấy, một cao. Đã xếp vào thùng nhé. Hộp. Con ngựa này rất chi là được cao nhé, chất lượng. Xong từ tối hôm qua rồi nhưng mà sáng nay bắt đầu mới giao được, vì là nó khuya rồi không có ai ở đây. Cái đấy đã đúng. Kể nhá, đã bàn giao xong. Đấy, cảm ơn các anh đã tin tưởng. Rồi rất là cảm ơn Ngựa Bạch TV. Chúc Ngựa Bạch TV luôn luôn phát đạt. Video này kết thúc nhá. Ok, cảm ơn anh em nhá. Chào anh. Có gì thì tiếp tục. Chào anh nhá. Hợp tác. Ok, cảm ơn anh nhá.